Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin báo đang đổ vào Bộ Ngoại giao, nhà Phạm Bình Minh sẽ bay nóc nếu không cẩn thận. Như tờ Thời báo.de đã đánh giá, theo dự tính của ông Tổng là sẽ cảnh cáo Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực do liên quan đến chuyến bay giải cứu. Tuy nhiên, vào ngày 14 tháng 7 là lúc mà Bộ Công an chỉ kết luận đến mức cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thiếu trách nhiệm chứ chưa có dấu hiệu nào về nhận hối lộ và làm trái. Cho đến giờ, Thời báo.de vẫn chưa thể nắm được kết quả điều tra của ông Tô Lâm như thế nào, nhưng có thể biết chắc chắn Phạm Bình Minh có thể bị Bộ Chính trị thay đổi hình thức kỷ luật nếu Công an điều tra được những tình tiết mới phát sinh. Số phận của Phạm Bình Minh cũng đang treo lơ lửng, không có gì đảm bảo rằng Phạm Bình Minh không ngồi tù cả. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh. Hiện nay, cứ mỗi lần ông Tô Lâm ra tay bắt người liên quan đến Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, thì ông Phạm Bình Minh dường như lại tim đập chân run. Không biết ông Tô Lâm Anh Dũng, người từng là cấp phó cho Phạm Bình Minh, đã dính chàm nghiêm trọng đến đâu. Và cũng không biết cấp phó trong tù sẽ khai ra những gì, nên ông Phạm Bình Minh không thể không lo sợ. Chỉ cần có tình tiết mới liên quan đến cấp trưởng, thì xem như sự nghiệp chính trị của ông Phạm Bình Minh đứt gánh giữa đường. Trong vụ bắt bớ đợt 2 này có tổng cộng 6 người. Tuy nhiên, hướng điều tra lên từ ông Tô Anh Dũng vẫn đang chưa có động tĩnh gì cả. Chưa có động tĩnh không có nghĩa là bình yên. Đôi khi, chưa thấy lúc bắt người nên ông Tô Lâm chưa ra tay. Việc bắt một ủy viên Bộ Chính trị qua rất nhiều hình thức phức tạp. Việc bắt bớ chỉ là khâu cuối cùng. Và hãy xem lại thủ tục bắt bớ một ủy viên Bộ Chính trị, đó là ông Đinh La Thăng, thì sẽ thể biết được. Với ủy viên Trung ương Đảng thì việc bắt vốn đã phức tạp, còn với ủy viên Bộ Chính trị còn phức tạp hơn nhiều lần. Ông Đinh La Thăng bị cách chức, sau đó bị khai trừ ra khỏi Bộ Chính trị. Khai trừ ra khỏi Bộ Chính trị nhưng vẫn còn ủy viên Trung ương Đảng. Sau khi bị khai trừ Đảng thì Công an mới vào cuộc. Cho nên nếu ông Tô Lâm có điều tra ra những tội chứng mới của ông Phạm Bình Minh thì ông Tô Lâm không được bắt mà giao hồ sơ điều tra cho Nguyễn Phú Trọng có cách xử lý về mặt đảng. Nếu ông Trọng ém hồ sơ thì xem như ông Tô Lâm không có quyền bắt người. Nhưng nếu ông Nguyễn Phú Trọng dùng hồ sơ đó kỷ luật ông Phạm Bình Minh thì ông Tô Lâm vẫn chưa được phép bắt người. Chỉ khi nào ông Trọng cho phép bắt thì ông Tô Lâm mới dám bắt. Đó là thủ tục phức tạp để khởi tố một ủy viên Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ hoàn toàn khác với người thường ở trong nước. Đây là hình ảnh bão đang nổi lên. Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đang dần nổi lên là một chuyên án rất lớn, bắt nhiều người và lan rộng sang các bộ khác. Cũng giống như mọi vụ án khác, vụ án Cục Lãnh sự cũng bắt đầu từ những quan chức cấp thấp, cấp cơ sở rồi sau đó mới thổi bay các quan chức ở cấp cao hơn. Trước khi bắt ông Nguyễn Thành Long và Chu Ngọc Anh thì ông Trọng đã cho Tô Lâm bắt hơn 40 người ở cấp địa phương liên quan đến vụ án này. Đó là cách làm án quen thuộc của ông Trọng. Vụ án nào cũng như vậy, ban đầu là lan rộng, sau đó mới lên cao hốt những nhân vật lớn nhất. Vụ án Cục Lãnh sự đang lan rộng, cho nên Phạm Bình Minh không thể ăn ngon ngủ yên cho được. Mỗi lần báo chí đăng tin về bắt bớ thì đó là một bước tiến mới của vụ án, tiến gần đến nhà ông Phó Thủ tướng Thường trực hơn nữa. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh chơi với cọp dữ thì phải luôn cẩn thận. Vụ án Việt Á khi mới bắt đầu, không ai nghĩ nó có thể thổi bay chiếc ghế ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long. Nhưng rồi nó cũng diễn ra. Thậm chí hiện nay Việt Á còn đang đe dọa chiếc ghế chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc. Đấy là lời cảnh báo cho ông Phạm Bình Minh là một phó thủ tướng thường trực. Chiến dịch thổi bay sự nghiệp chính trị của ông Phạm Bình Minh chỉ mới bắt đầu. Ông Phạm Bình Minh phải lo gia cố nhà cửa, sang sửa nóc nhà chính trị cho mình. Nếu không, cơn bão này sẽ ập tới và thổi bay nóc nhà của ông trong sự bất lực. Sự nghiệp chính trị của ông Phạm Bình Minh đang bị đe dọa và dường như ngày một nguy hiểm hơn. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tổng dẹp loạn, Chủ tịch Quốc hội củng cố nhân sự, chuẩn bị cho ghế Tổng Bí thư được chào. Ai đang được nâng đỡ? Tình thế trong tứ trụ chuyển biến nhanh sau đại dịch COVID-19. Cơn đại dịch này quét qua vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu
xuất hiện và nó chính là yếu tố đã làm thay đổi cuộc chơi trong chính trường của Đảng. Nhờ có vụ Việt Á mà phe ông Trọng đang chiếm thế thượng phong, là người làm chủ cuộc chơi. Hiện nay, phe ông Tổng và ông Chủ tịch Quốc hội đang phân công trách nhiệm rất rõ ràng. Nhiệm vụ của ông Tổng là khui thật sâu vụ Việt Á để đánh dẹp ông Chủ tịch nước, đồng thời ngăn cản ông Thủ tướng tiến vào chiếc ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực. Mục đích là để dọn đường cho ông Chủ tịch Quốc hội tiến vào chiếc ghế đấy ở nhiệm kỳ sau. Về phần ông Chủ tịch Quốc hội, ông này đang lo củng cố quyền lực, chọn người vào những vị trí quan trọng. Sau này nếu ông Chủ tịch Quốc hội vào ghế Tổng Bí thư thì sẽ có một mạng lưới thuộc hạ thân tín tạo nên sức mạnh vô đối, tựa như ông Tổng Trọng hiện nay. Đây là hình ảnh trong tứ trụ có bộ hai trụ bắt tay nhau chuyển giao chiếc ghế Tổng Bí thư. Tiêu chuẩn của ông Chủ tịch Quốc hội là nâng đỡ cánh Nghệ An, tạo nên thế vững chắc trong Trung ương Đảng và Bộ Chính trị vào thời gian tới. Kế tiếp là nâng đỡ cánh thân hữu thuộc Bộ Tài chính để tạo nên một nhóm lợi ích gắn kết và vâng lệnh. Cựu Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sĩ Thanh là một cá nhân thuộc nhóm Nghệ An với ông Chủ tịch Quốc hội hiện nay Trần Sĩ Thanh thì đang nắm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Dự đoán là sau đại hội lần thứ 14, Trần Sĩ Thanh sẽ vào Bộ Chính trị và nắm chức Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, hỗ trợ cho những quyết định của ông Vương Đình Huệ, dự là sẽ thay thế ông Tổng Trọng hiện nay khi ông Trọng quá yếu và phải về hưu. Cũng bây giờ thế lực của Liên minh Trọng Huệ đang là mạnh nhất, đang phân công nhiệm vụ rất rõ ràng cho dự kiến kế thừa. Tuy nhiên hiện nay liên minh này mạnh chưa chắc gì sau 3 năm sau còn mạnh. Tuy vậy liên minh này lại đang chuẩn bị vây cánh cho 3 năm sau rất rõ ràng. Vào ngày 24 tháng 7, ông Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, được điều động phân công làm Bí thư Ban Cán sự Đảng và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phụ trách Kiểm toán Nhà nước. Quyết định này do Bộ Chính trị và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ. Thực ra, đấy là quyết định theo ý của ông Huệ. Nhờ công Trọng mượn tay Bộ Chính trị để đưa ông này vào vị trí Tổng Kiểm toán Nhà nước, đầy đặc quyền và đặc lợi, đầy cơ hội thăng tiến chính trị, cũng như khả năng tham nhũng rất cao lại kín đáo. Đây là hình ảnh thuộc hạ cũ Ngô Văn Tuấn lại về bên ông Huệ theo quyết định của Bộ Chính trị điều động phân công ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025 để chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng, Kiểm toán Nhà nước. Tại hội nghị cũng đã công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước từ ngày 24 tháng 7. Từ năm 2011 cho đến năm 2012, ông Huệ nắm Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng thời là Bộ trưởng của Bộ này. Ngô Văn Tuấn lúc đó là thuộc hạ của ông Huệ với chức danh là Bí thư Chi bộ Vụ Tài chính Ngân hàng thuộc Bộ Tài chính và kiêm Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng và Tổ chức Tài chính. Giờ đây ông Huệ nhờ ông Tổng lùa Ngô Văn Tuấn về chiếc ghế Tổng Kiểm toán Nhà nước làm cánh tay phải cho ông. Được biết Tổng Kiểm toán Nhà nước thuộc quyền quản lý của Quốc hội chứ không thuộc Bộ Tài chính như trước đây. Đây là hình ảnh hai trong nhiều nhân vật thân tín của ông Huệ đang vững tiến chức mới. Như vậy là vây cánh đã được củng cố rất sẵn sàng. Nếu hết nhiệm kỳ này ông Huệ lấy được chiếc ghế Tổng Bí thư thì nhiều thuộc hạ của ông Chủ tịch Quốc hội sẽ được lợi. Trong đó có ông Ngô Văn Tuấn. Chức Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ là công cụ để ông Huệ xua quân vào các công ty quốc doanh để kiểm tra sự sai phạm tài chính. Lúc đó ông Thủ tướng cũng phải ngán ngại ông Chủ tịch Quốc hội.